Nâng cấp lên hệ điều hành Android 9 Pie, công ty sở hữu độc quyền thương hiệu Nokia cho điện thoại và máy tính bằng SMD Global thông báo, chiếc smartphone Nokia 1 đã chính thức được nâng cấp lên hệ điều hành Android 9 Pie phiên bản Go. Nokia 1 được xem là chiếc smartphone cuối cùng trong đại gia đình Nokia được nâng cấp lên hệ điều hành Android 9 Pie, đồng nghĩa với việc mọi người dùng smartphone Nokia đều có cơ hội trải nghiệm hệ điều hành mới nhất từ Google. Ông Juho Savikas, giám đốc sản phẩm tại SMD Global cho rằng Việc Nokia 1 được nâng cấp lên hệ điều hành Android 9 Pie đã giúp thương hiệu Nokia sở hữu đầy đủ bộ sưu tập Nokia smartphone chạy hệ điều hành mới nhất từ Google với mức giá chỉ từ 80 đô la Mỹ. Hệ điều hành Android 9 Pie phiên bản Go đi kèm cùng một loạt các ứng dụng mới từ Google được thiết kế để chạy nhanh hơn và ít tốn dữ liệu hơn, với ít ứng dụng chạy ngầm. Hệ điều hành Android 9 Pie sẽ giúp chiếc smartphone trở nên mượt mà hơn trong các thao tác. Người dùng sẽ nhận được gấp đôi dung lượng lưu trữ sẵn có đối với các ứng dụng mới sẽ được thiết kế để cập nhật và tải xuống nhanh hơn giúp người dùng kiểm soát dung lượng và cải thiện đáng kể hiệu suất điện thoại